xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Taser. Ford F 150 Raptor bán tại Malaysia với giá hơn 189.000 đô la. Mẫu siêu bán tải Ford F 150 Raptor chính thức được bán tại Malaysia sẽ sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3,5 lít, giá bán tương đương 189.718 đô la. Mẫu F 150 Raptor được bán tại Malaysia là biến thể duy nhất được phân phối. Trong khi đó, Ford F 150 bản tiêu chuẩn không còn cung cấp xe được bán với tên gọi Suston Manter Raptor. Ngoài việc được đổi tên và thay đổi chút ít về ngoại hình, mẫu xe thực chất vẫn sử dụng nền tảng F-150 Raptor. Tại thị trường Malaysia, Ford F-150 Raptor được trang bị động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép dung tích 3,5 lít cho công suất 450 mã lực và mô men xoắn cực đại 691 Nm, hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 2 cấp độ. Ngoài ra, đại lý Ford tại Malaysia Hamawasa còn cung cấp gói trang bị Manta Intercooler có thể đẩy công suất tối đa lên 520 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 827 Nm. Các bộ phận khác liên quan đến hệ dẫn động bao gồm khóa điện tử V-Cycle sau, V-Cycle trước, Torsen và bộ cản trước, Fox Racing Pro dày 3 inch. Mẫu bán tải này sở hữu hệ thống treo hành trình dài kích thước 13 inch phía trước và 14 inch phía sau. Mâm xe hợp kim nhôm 17 inch với lốp xe 35 315 70 BF Woodtick on Terrain TAKO2 giúp di chuyển dễ dàng trên địa hình xấu. Với trang bị tiêu chuẩn Ford F-150 Raptor có màn hình đồng hồ 4,2 inch, ghế bọc da, điều hòa không khí chỉnh tay một vùng, cửa sổ trời, vô lăng đa chức năng, hệ thống cảnh báo điểm mù, BLIS với báo hiệu phương tiện cắt ngang, mã hóa số là Suruti Cross và hệ thống quản lý địa hình. Ngoài ra khách hàng cũng có thể yêu cầu thêm các tùy chọn như ghế chỉnh điện 10 hướng có chức năng sưởi, làm mát và nhớ vị trí, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8 inch, camera 360 độ và điều hòa tự động hai vùng. Bên cạnh đó, còn có các tùy chọn ngoại thất như lưới tản nhiệt Sutton Rex Revolver, với đèn LED trợ sáng, rẽ LED 3 trên mùi xe, đèn LED định vị trên gương, tấm lót thùng hàng, ốp đuôi xe sút tôn carbon và mâm xe 6 chấu. Phiên bản đầy đủ nhất của Ford F-150 Raptor có giá tương đương khoảng 4,4 tỷ đồng. Hy vọng dòng này sẽ có doanh số cao từ 20 đến 30 xe trên một năm tại Malaysia. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh cũng hãy nhấn đăng ký kênh tin để nhận tin mới mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin sớm mới nhất quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin sớm mới nhất xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần tới